Chào mừng các bạn đến với kênh Cuộc Sống Huế. Thì hôm nay có một cái bi bánh lọc. Để cái bi nước này thì bây giờ mình sẽ làm ổ mì bánh lọc. Mì bánh lọc. Đây là ổ mì. Bây giờ thì mình sẽ cắt ổ mì ra. Sau khi cắt mì rồi thì mình sẽ bỏ cái bánh lọc vào mì. Đây là cái mì bánh lọc này. Đây là cái ổ mì mì bánh lọc như vậy là đó. Một bì, hai bì lọc. Ở đây có một bì lọc. Chắc là mình phải xuống lấy thêm cái đũa để mình có thể làm. Mình xuống lấy đũa. Ok, bây giờ mình sẽ gỡ cái bi lọc này đó, gỡ bi bẩn lọc ra. Gỡ cái sợi này ra hơi khó. Cúi xuống một chút. Cái này là bánh lọc đậu xanh này, bánh lọc đậu xanh. Cái này là bánh lọc tôm. Chọc bánh lọc tôm vào, sau một cụm mì. Tiếp tục cụm mì thứ hai.
tiếp tục để có một đi nữa, một đi nữa. Vâng. Cảm ơn quý vị đã xem video và hãy like nếu thích cái video này, và đừng quên là đăng ký kênh để có thể nhận được những cái video mới nhất, và hãy kích vào cái chuông để là những người đầu tiên nhận được video, và hãy comment góp ý cho video để channel có thể xây dựng được những cái video tốt hơn. Và cảm ơn quý vị đã ủng hộ cái kênh Cuộc Sống Huế.